Mình là Minh, mình đến diễn đàn motorsaigon.vn. Hôm nay mình đang có mặt tại showroom Hạc Dimension ở quận 7. Bên cạnh tôi đây là mẫu Hạc Dimension 40A. Việt Nam chúng ta thường gọi đó là Hạc Lay 48. Đây là một chiếc xe dành giới trẻ. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm chiếc xe này để xem đúng những gì Hạc Lay đã nói là nó sẽ thay đổi cách lái của bạn, để xem cảm giác như thế nào. Cho dù những gì bạn cũng phải trang bị cho mình những phụ kiện an toàn khi lái xe, nhất là nón và phun giáp. Cảm nhận phượt nhúng là tương đối em, nên tôi biết khi vận hành nó sẽ cảm giác như thế nào. Yên xe cảm giác tương đối thoải mái. Tư thế để chân nó thoải mái. Tôi cảm nhận như tay lái của dòng Hạc Lay này thấp hơn so với những phiên bản Hạc Lay khác. Nó có vẻ như chờ về phía trước. Đây là chìa khóa từ của chiếc xe. Chỉ cần giữ chiếc chìa khóa này bên mình thì bạn có thể tự do khởi động máy bất kỳ lúc nào và không cần phải chai chìa khóa vào ổ. Đó là một cái điều đặc trưng của Hạc Lay Mansion đối với dòng Sporter này. Cái cổ xe rất là nhẹ, có thể đánh lái qua nó lại thoải mái. Nó không có cái cảm giác như là nặng hay là ì. Sau đây tôi xin trải nghiệm từ chiếc xe này, xem cảm giác và sức mạnh chiếc xe này như thế nào. Hay quá. Một cảm giác là đã. Là động cơ V-Win này dường như đã khiến tôi suy nghĩ khác. Ga xe khá là nhạy, động cơ là mạnh và nó rất là tuyệt vời khi nhìn thấy bạn đi trong thành phố như đi tuần. Công nhận chiếc xe tăng tốc nhanh kinh khủng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần review này.